mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. Chỉ còn cách ly hơn 700 người để phòng dịch COVID-19. Hoàng hôn trực thăng chạy trên đường làng. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ được bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An gửi đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa ban hành hướng dẫn về tuyên truyền đại hội đảng các cấp, đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Theo đó, từ nay cho đến khi kết thúc đại hội 13 của đảng, Nghệ An mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền. Theo hướng dẫn, trong các đợt cao điểm tuyên truyền, cần đặc biệt chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và quy chế bầu cử trong đảng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó là các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và đại hội 13 của đảng. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các nghị quyết của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, trong quá trình diễn ra đại hội đảng các cấp, luôn coi việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước và công tác nhân sự đại hội, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, v.v. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến cuối ngày 14 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có 729 người được cách ly theo dõi để phòng dịch COVID-19, giảm 105 người so với một ngày trước đó. Cụ thể, hiện còn 706 người đang được cách ly tại gia đình và nơi cư trú, giảm 116 trường hợp so với một ngày trước. Đây là những trường hợp đã cách ly đủ thời gian 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, có 22 trường hợp cách ly tập trung tại tuyến huyện. Đây là những người đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 51 xuống Nội Bài ngày 13 tháng 3. Nghệ An hiện chỉ còn một trường hợp được cách ly tại bệnh viện tuyến tỉnh. Đây là trường hợp lao động tại Nhật Bản về. Xin được đi cách ly khiến cơ quan chức năng Nghệ An phải lập chốt lúc nửa đêm để chặn xe khách. Hiện người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định và tiếp tục theo dõi đủ 14 ngày. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa tiến hành khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh học sinh về tổ chức dạy học, phòng chống dịch COVID-19 và thời gian trở lại trường. Tính đến 14 giờ chiều qua 15 tháng 3, thống kê nhanh cho thấy có 373.997 phụ huynh học sinh tham gia khảo sát, chiếm tỷ lệ khoảng 56% số học sinh toàn tỉnh. Nghệ An là một trong 3 tỉnh thành trong cả nước tiến hành khảo sát lấy ý kiến phụ huynh trên diện rộng và bộ câu hỏi khảo sát cũng được đánh giá là đầy đủ nhất với 22 câu thuộc 5 nhóm nội dung. Đây là hình thức khảo sát trung thực, khách quan nhất giữa gia đình và xã hội để cùng nhà trường làm tốt hơn trong việc phòng chống dịch COVID-19. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho tỉnh xây dựng các phương án đối phó với dịch COVID-19 trong thời gian tiếp theo. Những hình ảnh này được quay tại xóm 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Chiếc xe kỳ lạ mà người dân nơi đây thường gọi vui là trực thăng này là do ông Lê Văn Duệ, một người nông dân thích tìm tòi sáng chế. Chiếc xe có đầy đủ hệ thống cần số, vô lăng, phanh, còi, đèn báo hiệu, xi nhan, gương chiếu hậu, trọng lượng khoảng trên 300 kg, vận tốc cao nhất đạt 40 km/h. Được thiết kế và làm trong khoảng thời gian 1 tháng với tổng chi phí gần 20 triệu đồng. Nòng thú vị, trong chiếc xe tự chế này chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không có đăng kiểm, đăng ký. Mặc dù chủ nhân của chiếc xe nói rằng ông chỉ làm vì đam mê và có ý thức chỉ cho xe chạy trên đường làng, song nhiều ý kiến vẫn cho rằng việc ông Duệ cho chiếc trực thăng này hoạt động ở giao thông công cộng là điều cần phải lưu ý. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.